Xin chào các bác xem kênh Hải Phong RV. Dạo gần đây thì có rất nhiều các bác đang quan tâm đến cái mẫu TV QS của Samsung. Thì hôm nay em sẽ làm một cái video để cập nhật giá cho bác cái mẫu TV QS từ 43 cho đến 55 inch để các bác có thể tham khảo được. Rất mong được sự ủng hộ của các bác xem video bằng cách nhấn đăng ký kênh để em có thêm động lực tiếp tục ra những video sau phục vụ các bác. Mẫu TV QS của Samsung được giảm giá rất là nhiều và giá thành thời điểm hiện tại cũng cực kỳ rẻ. Thời điểm hiện tại là thời điểm cuối năm giáp Tết rồi, cho nên là các mẫu TV gần như đồng loạt được giảm giá, rất là sốc. Sau đây thì em sẽ bắt đầu vào cái video cập nhật giá cho bác tham khảo. Đầu tiên, cái mẫu TV em muốn cập nhật cho bác trong ngày hôm nay đó là con 43Q60B dòng QS 43 inch của Samsung. Bác nào mà cần cái mẫu TV màn hình nhỏ để có thể để trong phòng ngủ, treo phòng ngủ xem được thì các bác có thể tham khảo qua cái mẫu 43Q60B của Samsung. Mẫu 43Q60B hiện tại đang bán bên em với mức giá là 10.890.000. Giá đã trừ hết quà các bác nhé, 10.890. Màn hình QS chấm lượng tử, cái màu sắc của dòng QS Samsung thì nó sẽ được đẩy lên rất là cao so với cả dòng 4K thường. Thiết kế bên ngoài của dòng Q40B này thì sẽ là thiết kế viền mỏng bốn cạnh này, chân đế thì để hai bên. Đây, chân đế thì thiết kế để hai bên như này. Cái chân đế này thì nó sẽ có thêm một cái lắp nhựa dài để nối giữa hai cái chân với nhau. Nhưng mà cái mẫu này thì em không bày. Về nhà các bác nó mua hàng mới TV nguyên hộp nó sẽ có cái một cái lắp nữa để các bác nối vào. Nó giống như con 50 này. Đây, bác nhìn sẽ giống như con 50 này. Chân nó sẽ có thêm một lắp nhựa. Thiết kế của dòng QS này thì nó cũng rất là mỏng. Độ mỏng của TV thì nó chỉ khoảng tầm 3 đến 4 phân thôi. Mẫu 43Q60B giá là 10.890.000. Công nghệ hiển thị màu thì sẽ có quan tùm đốt với hơn 1 tỷ màu sắc, công nghệ quan tùm HDR và chế độ âm thanh chuyển động OTS. Công suất loa sẽ là 20W. Màn hình độ phân giải 4K, tần số quét là 60Hz. Và nó sẽ có tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt, điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời. Ngoài ra thì cái tấm nền của máy vẫn là tấm nền VA LCD cộng với cả cái công nghệ nét sẽ là nét viền. Ở dòng 43 inch QS của Samsung thì hiện tại bên em chỉ còn mẫu 43Q60B thôi. Đây là mẫu 43QS duy nhất hiện tại bên em đang còn hàng. Các bác muốn tìm dòng 43 thì có thể tham khảo mẫu này. Tiếp theo em sẽ chuyển sang mẫu 50 inch, 50Q60B. Cái cấu hình nó cũng sẽ giống như con 43 em vừa mới quay, nhưng mà cái size inch nó sẽ là 50 inch. 50 inch này thì các bác nào mà để trong phòng ngủ cũng được. Dòng 50 inch thì xem khoảng cách tầm khoảng 2m là xem thoải mái rồi. Để trong phòng ngủ vẫn thoải mái. 50Q60B hiện tại giá đang bán bên em trừ hết quà đi sẽ là 13.050.000. Thiết kế thì nó sẽ giống y hệt con 43Q60B. Chân đế cũng là chân đế hai bên và có cái thanh nhựa ở giữa này. Màn hình độ phân giải 4K, tần số quét là 60Hz. Công nghệ nét sẽ là nét viền và cái tấm nền sẽ là VA LCD. Điều khiển sạc pin năng lượng mặt trời, điều khiển giọng nói bằng tiếng Việt đều có cái mẫu 50Q60B. Màn hình sẽ là 13.050.000. Mẫu 43 và mẫu 50 là hai cái mẫu size nhỏ để các bác có thể để trong phòng ngủ. Và dòng 50 inch QS thì bên em cũng chỉ còn mẫu 50Q60B thôi. Còn một cái mẫu nữa đó là 50Q80B thì hiện tại đang hết hàng, em cũng sẽ không quay, không đề cập đến. 50 inch thì sẽ không có 50Q70B, mà từ 50Q60B nó sẽ nhảy vọt lên 50Q80B. Hiện tại thì dòng Q80B thì bên em không còn hàng. Qua dòng 50 inch thì em sẽ chuyển sang dòng 55 inch, 55Q60B. Dòng 55 inch thì thiết kế nó sẽ khác một chút so với cả 50 và 43 các bạn nhá.
Dòng 50 inch thì cái chân đế nó sẽ được thu nhỏ lại, thu gọn lại để ở chính giữa như này. Và nó chỉ còn cách nhau một khoảng cách ngắn thôi. Cái đây là cái tấm, cũng là tấm để kê lên cái chân đế. Chứ nó không dài như là dòng 50 và dòng 43 inch. Còn về cái độ mỏng của TV thì nó cũng mỏng giống như là mẫu 50 và mẫu 43 inch. Một điểm đặc biệt ở dòng Q60B của Samsung, đó là Samsung thì họ vẫn giữ cho các bác là 3 cổng AV để các bác có thể cắm sang âm ni hoặc là loa đài đầu. Đây là còn 3 cổng AV này. Nhưng mà lên dòng Q70B thì Samsung họ sẽ bỏ 3 cổng này đi, không còn 3 cổng này nữa các bác nhé. Đây là dòng Q60B thì họ vẫn để. Mẫu 55Q60B này hiện tại bên em đang bán giá trừ hết quà sẽ là 13.870.000. 13.870. Như vậy nếu bác nào mà đang phân vân mua size 50 inch, 50Q60B thì các bác có thể thêm một chút tiền để mua 55Q60B. Giá nó chênh lệch nhau chỉ khoảng 800.000 thôi. Mẫu 50Q60B là 13.050.000 này. Sang mẫu 55 thì sẽ là 13.870.000. Chênh nhau khoảng 800.000, mà size thì sẽ là 55 inch to hơn. Nếu nhà bác nào mà phòng để thoải mái thì các bác nên mua 55 xem nó sẽ đẹp hơn. Về màn hình của nó thì vẫn là độ phân giải 4K, tần số quét sẽ là 60Hz, công nghệ đèn nét sẽ là nét viền và tấm nền VA LCD. Ở size 55 inch thì em sẽ có đầy đủ hết tất cả các mẫu của dòng QS Samsung các bác nhé. 55Q60B đây là mẫu đầu tiên của size 55. Tiếp theo sẽ chuyển lên mẫu 55Q70B. Đây. Mẫu 55Q70B. Màn hình của dòng Q70B thì được đẩy lên với tần số quét là 120Hz. Độ phân giải vẫn là 4K. Nhưng mà tần số quét thì nó lên 120. Công nghệ LED thì sẽ là nét viền đuôi LED. Và cái tấm nền thì VA LCD. Ở dòng Q70B thì nó sẽ được đẩy lên cao hơn, khác hẳn so với dòng Q60B. Thì đó là ở cái điểm là cái màn hình tần số quét là 120 và công nghệ LED sẽ là nét viền đuôi LED. Em muốn giải thích thêm để các bác hiểu rõ. Cái nét viền đuôi LED của dòng Samsung ấy thì nó sẽ khác nét viền bình thường. Bình thường nét viền thì sẽ là một dải đèn LED ở xung quanh cái viền màn hình và nó chỉ có một màu thôi. Nhưng mà nét viền đuôi LED thì cũng là một dải đèn LED ở xung quanh viền màn hình. Nhưng mà nó sẽ sử dụng hai màu, hai bóng đèn LED khác nhau, một gam màu nóng và một gam màu lạnh để nó hiển thị cái độ màu sắc, nó sẽ được sống động và đẹp hơn. Và ngoài ra thì các cái công nghệ kèm theo, vì do có cái màn hình tần số quét là 120 cho nên là cái chip xử lý của dòng Q70B nó cũng sẽ được nâng cấp hơn. Chip xử lý của nó thì sẽ là Quantum AI Processor 4K. Thay vì cái dòng Q60B thì sẽ là chip Quantum AI, là một phiên bản rút gọn của dòng Quantum AI 4K. Cộng theo đó thì nó sẽ có thêm các cái công nghệ như là công nghệ chế độ hiển thị đa màn hình này. Đây. Tự động tối ưu âm thanh bằng AI này. Điều khiển sạc pin năng mặt trời và cái tìm kiếm giọng nói bằng tiếng Việt thì nó vẫn được trang bị như là dòng Q60. Và giao diện của nó thì vẫn giống như là dòng Q60 các bác nhé. Đây là dòng Q70, 55Q70. Giá hiện tại đang bán bên em sẽ là 16.420.000. Giá đã trừ hết quà, bảo hành chính hãng là 2 năm tại nhà, hỗ trợ 1-1 trong vòng 30 ngày đầu tiên nếu có lỗi do nhà sản xuất. Và một điểm nữa được thay đổi trên dòng Q70B đó là cái chân đế bằng kim loại. Thay vì bằng nhựa giống như là dòng Q60B thì cái chân đế của dòng Q70B được chuyển sang là chân đế bằng kim loại. Nó sẽ chắc chắn hơn. Cái viền thì vẫn là viền mỏng bốn cạnh và viền bằng nhựa. Đây là 55Q70B. Qua dòng 55Q70B thì chuyển sang dòng 55Q80B. Mẫu 55Q80B thì được nâng cấp lên hẳn một phiên bản khác của dòng QS. Từ thiết kế bên ngoài thì dòng 55Q80B sẽ là thiết kế bằng viền bằng kim loại tràn viền bốn cạnh. Nhìn nó sẽ đẹp hơn, sang hơn và chắc chắn hơn. Chân đế thì cũng là bằng kim loại để chính giữa và chân đế nó sẽ thiết kế to hơn so với cả dòng Q70B. Màn hình của nó thì vẫn là độ phân giải 4K, tần số quét vẫn là 120Hz, nhưng mà công nghệ LED
của cái mẫu Q80B sẽ là công nghệ nét nền Full Array. Nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều so với cả nét viền Duet của dòng Q70B. Và màn hình của dòng Q80B nó cũng sẽ có những công nghệ cao cấp hơn so với cả Q70B. Thì về công nghệ Quantum HDR12X và độ sáng lên tới 1500 nit. Công nghệ âm thanh OTS chuyển động theo hình ảnh thì vẫn là có trang bị trên mẫu Q80B này. Và nó sẽ có thêm cái công nghệ Dolby Atmos được trang bị trực tiếp trên loa của TV Q80B. Tổng công suất loa của dòng Q80B sẽ là 60W và gồm 6 loa ở dưới và kèm theo cái công nghệ Dolby Atmos được trang bị trực tiếp trên loa. Các bác sẽ không cần phải kết nối sang loa sau 3 ở ngoài để có thể trải nghiệm được Dolby Atmos nữa, mà các bác có thể xem các bộ phim có Dolby Atmos trực tiếp trên TV này. Và cái loa của TV nó sẽ được trang bị công nghệ Dolby Atmos rồi. Và mẫu 55Q80B này hiện tại đang bán bên em giá là 17.900.000. Giá đã trừ hết quà các bác nhé. 17.900.000, bảo hành chính hãng 2 năm tại nhà, hỗ trợ 1-1 trong vòng 30 ngày đầu tiên nếu có lỗi do nhà sản xuất. Dòng cao hơn dòng Q80B này thì sẽ là dòng Neo QS của Samsung. Dòng Neo QS thì em sẽ có là 55QN85B. Đây là dòng Neo QS, màn hình sẽ là mini LED. Ở dòng Neo QS của Samsung này thì với cái mẫu cao cấp này của Samsung thì những cái công nghệ cơ bản như là màn hình độ phân giải 4K, tần số quét 120Hz như ở dòng Q80B thì nó vẫn được giữ nguyên. Nhưng đặc biệt dòng Neo QS của Samsung thì nó sẽ được nâng cấp về cái màn hình và công nghệ màn hình nó sẽ được cao hơn rất là nhiều so với cả dòng Q80B. Ở màn hình của dòng Neo QS 55QN85B này thì cái màn hình nó sẽ có công nghệ nét sẽ là nét nền mini nét, đèn nền Quantum mini nét 14 bit màu, điều khiển bởi công nghệ Quantum Matrix ở dòng TV 55QN85B này. Màn hình mini nét thì nó sẽ nhỏ hơn so với cả Full Array rất là nhiều. Theo cái thông số kỹ thuật nhà sản xuất đưa ra thì cái đèn nền mini nét ở trên mẫu Neo QS này, cái bóng nét của nó nhỏ bằng 1/40 so với cả bóng nét trên màn hình Full Array của con Q80B. Thì bóng nét càng nhỏ thì nó sẽ càng hiển thị chi tiết hình ảnh và cái hình ảnh nó càng sáng hơn. Cái công nghệ tiếp theo đó công nghệ Quantum HDR24X. Đây, công nghệ Quantum HDR24X. Ở dòng Q80B các bác vừa mới thấy em quay ấy, thì dòng 80B công nghệ Quantum HDR chỉ có 12X thôi. Nhưng mà nên dòng Q85B thì sẽ là công nghệ Quantum HDR24X. Ở công nghệ Quantum HDR này thì nó sẽ giúp tái hiện chuẩn xác đến từng sắc thái, từng chi tiết hình ảnh. Và với cái giải màu rực rỡ, độ tương phản cao giúp cho các bác xem cái mẫu TV này rất đẹp hơn. Độ sáng của nó thì vẫn là 1500 nit, nhưng mà cái màu sắc của nó sẽ được đẹp hơn so với cả dòng Q80B. Và cái độ chi tiết nữa, độ chi tiết nó càng cao. Bởi vì cái bóng nét của dòng Q85B này nó rất là nhỏ. Ngoài ra thì các công nghệ khác như là công nghệ âm thanh vòm Dolby Atmos hoặc là công nghệ âm thanh chuyển động OTS thì nó vẫn được trang bị trên cái mẫu Q85B này. Thiết kế bên ngoài của nó thì thiết kế cũng theo dạng là viền, tràn viền bốn cạnh và viền bằng kim loại. Chân đế thì nó sẽ bằng kim loại màu bạc như thế này. Và giá tiền của con 55QN85B này hiện tại bên em đang bán trừ hết quà đi sẽ là 25.350.000. 25.350. 55QN85B. Tiếp theo dòng Neo QS của Samsung, ngoài cái mẫu 55QN85B thì bên em sẽ còn một mẫu cao hơn. Đó là mẫu 55QN90B. Đây, mẫu 55QN90B cũng là dòng Neo QS của Samsung. Mẫu này thì hiện tại giá đang bán bên em trừ hết quà sẽ là 27.630.000. Giá 27.630 55QN90B. Điểm qua một chút cấu hình của mẫu 55QN90B này thì về thiết kế bên ngoài của nó vẫn được thiết kế là tràn viền bốn cạnh và viền bằng kim loại rất là mỏng, chân đế cũng bằng kim loại để chính giữa. Chân đế của mẫu này thì nó sẽ được thiết kế không giống như là mẫu khác, chân đế của mẫu này thì nó sẽ hơi cong đằng sau. Đây, em sẽ quay đằng sau để các bác nhìn rõ hơn.
Và cái cấu hình của mẫu 55QN90B này thì cái màn hình vẫn là độ phân giải 4K, tần số quét vẫn là 120Hz. Công nghệ màn hình thì vẫn là nét nền mini nét, nhưng nó sẽ có thay đổi so với cả dòng 55QN85B. Đó là điểm dòng công nghệ của con 55QN90B này. Cái quantum HDR được đẩy lên tới 32x. Đây các bác nhìn này. Công nghệ quantum HDR trên mẫu 55QN90B sẽ là quantum HDR 32x. Kèm theo đó là cái độ sáng lên tới 2000 nit. Độ sáng 2000 nit thì còn cao hơn cả một cái máy chiếu nữa rồi, chứ không phải là như một máy chiếu nữa. Ở dòng 55QN90B, trên màn hình nó cũng sẽ có thêm công nghệ chống chói các bác nhé. Các bác nhìn ở trên cái mẫu 55QN90B này thì các cái đèn đằng sau nó sẽ được giảm đi rất là nhiều so với cả mẫu Q70B bình thường. Thì các bác nhìn rất là rõ đèn phản chiếu, nhưng mà ở trên dòng QN90B thì các bác nhìn sẽ không còn thấy rõ nữa mà chỉ thấy hơi mờ mờ thôi. Bộ chip xử lý của nó thì vẫn là chip xử lý là Neo Quantum 4K. Bộ xử lý Neo Quantum 4K thì mang đến cho các bác cái trải nghiệm xem tối ưu, và nó sẽ có thêm công nghệ học sâu của Samsung giúp nó tinh chỉnh từng cái khung hình dựa trên từng điều kiện xem khác nhau. Nếu như để so sánh cái mẫu 55QN90B với cả mẫu 55QN85B thì các bác nhớ đơn giản rút gọn cho em. Đó là ở cái điểm thay đổi. Thứ nhất là bề ngoài sẽ có cái chân đế thay đổi khác này. Chân đế thiết kế khác so với cả dòng QN85B. Thứ hai đó là cái công nghệ HDR trên mẫu 55QN90B. HDR 32X thay vì HDR 24X, và cái độ sáng là 2000 nit thay vì độ sáng 1500 nit của mẫu 55QN85B. Thì các cái công nghệ đấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng hình ảnh trên cái màn hình hiển thị cho các bác. Còn chip xử lý và nét nền mini nét thì hai mẫu đều giống nhau. Công nghệ loa thì cũng là đều có tương đương giống nhau. Qua mẫu Neo QS 4K thì em sẽ chuyển lên một mẫu 8K. Đây là mẫu cuối cùng trong video ngày hôm nay. Mẫu 55QN700B. Đây là dòng Neo QS 8K của Samsung. Với độ phân giải 8K thì cái chi tiết hình ảnh nó cực kỳ sắc nét rồi. Nó gấp đôi 4K. Và giá thành hiện tại của con 55QN700B này hiện tại đang bán bên em trừ hết quà sẽ là 32.530.000. 55QN700B loại Neo QS 8K. Điểm qua cấu hình của mẫu này, tần số quét là 120Hz. Công nghệ màn hình sẽ là công nghệ nét nền mini nét, và tấm nền vẫn là tấm nền VA LCD. Các công nghệ trên màn hình kèm theo đó thì nó sẽ có thêm công nghệ giống như là con QN90B kia. Đó là cái quantum HDR 32X này, và cái độ sáng của màn hình lên tới 2000 nit. Kèm theo đó công nghệ loa OTS theo từng chuyển động và công nghệ âm thanh vòm Dolby Atmos được tích hợp trên loa. Thiết kế bên ngoài của nó thì cũng là tràn viền, viền bốn cạnh tràn viền, và cái viền của mẫu này thì còn mỏng hơn so với cả mẫu Neo QS. Viền này cực kỳ mỏng, mỏng sát màn hình luôn. Chân đế thì vẫn là thiết kế ở chính giữa, thiết kế theo dạng như thế này. Dòng 8K của Samsung 55QN700B 32.530.000. Vừa rồi thì em đã giới thiệu bác các cái mẫu TV QS và Neo QS của Samsung từ 43 cho đến 55 inch, cập nhật giá cho bác các mẫu TV đấy. Video của em đến đây cũng xin kết thúc. Nếu bác nào mà thấy video hay thì đừng quên cho em xin một đăng ký kênh, một like để tiếp tục theo dõi và ủng hộ em ở những video sau. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video sau.